Xin biến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh Người Kể Chuyện Ma. Quý vị thân mến, trong buổi đọc truyện ngày hôm nay, Triển Chiêu xin gửi tới quý vị một bộ truyện của tác giả Diệu Nguyễn với tựa đề Tiếng Khóc Oán Hờn Đòi Mạng Cụ Lý. Quý vị nghe chuyện hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ chúng tôi nhé. Và quý vị nào thích nghe chuyện audio, chúng ta hãy truy cập vào ngheaudio net Còn ngay bây giờ, mời quý vị chúng ta cùng hãy đến với nội dung chi tiết câu chuyện ngày hôm nay qua sự diễn đọc của Triển Chiêu. Dưới ách cai trị của thực dân Pháp, miền Bắc nước ta những năm nửa đầu thế kỷ 20 đã trải qua thời kỳ khủng hoảng nặng nề, đặc biệt là cái đói, cái nghèo hoành hành, khiến cho dân chúng lầm than, nơi nơi đều vang lên tiếng khóc thấu trời của những người dân thấp cổ bé họng. Với chính sách tàn bạo, ép buộc người dân xứ Bắc Kỳ từ bỏ ruộng lúa, khiến cho lương thực thực phẩm thiếu hụt trầm trọng từ đó thực dân Pháp đã dồn người dân đến con đường phải trở thành phu cao su trong những đồn điền rộng lớn ở xứ Nam Kỳ xa xôi. Cái sự khắc nghiệt của những đông phu làm trong đồn điền đã được miêu tả hết sức chân thật chỉ với hai câu thơ. Cao su đi dễ khó vẻ, khi đi trai trắng, khi vẻ bụng beo. Vẫn biết là một khi đi làm đồn điền cao su, thì chẳng khác gì một đi không trở lại. Nhưng cái đói, cái khổ của thực tế khắc nghiệt khiến cho rất nhiều thanh niên trai tráng buộc phải lựa chọn con đường trở thành nông phu tại các đồn điền cao su bạt ngàn rộng lớn. Và làng Đông Hà cũng là một trong nhiều ngôi làng như vậy. Đặt chân đến ngôi làng này một lần thì tin chắc rằng bất cứ ai cũng sẽ phải thốt lên ngạc nhiên vì sự yên ắng một cách lạ kỳ. Và càng kỳ lạ hơn nữa, đó chính là ở đây được mệnh danh là làng quá bụa. Người sống ở đây chủ yếu là phụ nữ và trẻ em. Rất khó để nhìn thấy đàn ông hoặc thanh niên trai tráng trong cái làng này. Bởi vì phần lớn họ đều đã đi vào tận xứ Nam Kỳ xa xôi, trở thành công nhân trong các đồn điền cao su rộng lớn ngày ngày khai thác tài nguyên để gửi về cho mẫu quốc xa xôi nước pháp văn minh hoa lệ như lời thực dân pháp vẫn nói ít thêm nền bầu không khí ở cái làng đông hà này lúc nào cũng trầm lắng và u buồn khác hẳn với cái tên mỹ miều mà người ta đã đặt cho nó mấy năm nay mùa màng thất bát bọn thực dân lại đánh sưu thuế mỗi lúc một cao khiến cho người làng Đông Hà dù có nai lưng cả ngày ngoài ruộng thì vẫn thiếu trước hụt sau. Cuộc sống cơ cực buộc họ phải đi tìm con đường sống. Ban đầu chỉ là một đến hai người, dần ra thì đàn ông ở cái làng này lũ lượt đăng ký đi làm phu cao su. Chẳng ai biết sướng khổ thế nào, nhưng ít ra cũng giúp họ vượt qua được cơn bĩ cực trước mắt, mang về cho gia đình năm đồng bạc đông dương coi như là tiền bán thân. Thế là từ dạo đó, xung quanh làng chỉ toàn đàn bà con gái, nếu thấy bóng dáng người đàn ông nào ở đây thì đích thị sẽ là bè lũ tay sai của thực dân Pháp hoặc là người của cụ Lý tổng làng này. Thời đó phụ nữ đến mặt chữ còn chả biết, sống dưới ách cai trị của bè lũ quan sai thì lại càng lâm lũi một cách đáng thương. Mỗi lần thấy Lý tổng và đám người hầu cận của hắn đi ngang qua, thì ai nấy đều giạt vào hai bên đường cúi gằm mặt chẳng dám nhìn thẳng cụ lý tổng là người đứng đầu làng đông hà này ruộng vườn của cụ phải nói là bạt ngàn thọc lúa quanh năm được chất đầy kho người ăn kẻ ở trong nhà lúc nào cũng trên dưới hai mươi người đừng nói là ở trong cái làng này cho dù xét thêm cả mấy làng quanh đây thì cụ lý vẫn là một nhân vật có máu mặt tầm cỡ Chính vì vừa có tiền, vừa có quyền, lại còn có thế lực, nên đi đâu, cụ Lý cũng hích mặt lên trời, chẳng thèm kiêng nể bất cứ sự gì cả. Bởi vì trong mắt cụ thì cụ chính là nhất ở cái làng này. Thời ấy còn đói nghèo nhiều, đi dọc đường thế nào chả gặp vài người ăn xin đang nằm thoi thóp ở bên bụi cỏ. Dù cụ Lý giàu có là thế, nhưng đám ăn xin tuyệt nhiên tránh xa cụ nhiều nhất có thể, đứa nào to gan bằng trời thì mới dám lại gần mon men nói vài câu cầu khẩn còn lại cụ lý cụ thương tỉnh bố thí cho con ít cơm thừa canh cặn còn chưa nói xong thì có khi cái gậy trên tay cụ lý đã giáng mấy nhát xuống người thằng ăn xin đánh cho đến khi nào nó im miệng đi thì thôi có tấm gương như vậy nên dần dà chẳng một ai dám xin ăn trước mặt cụ lý cả Đứa nào khôn hồn thì đều tránh xa, kèo cụ lý thấy ngứa mắt, chỉ có nước bị đánh bán sống bán chết mà thôi. ấy vậy mà, sáng hôm ấy, cụ lý đi cùng vài thằng hầu cận định đi ra chợ để xem xét tình hình làm ăn của mấy hàng quán như thế nào mà chúng nó cứ đòi giảm tiền thuế. Còn chưa kịp đến cổng chợ, thì có một mụ mộ ăn xin to gan, dám bám lấy ông quần cụ lý mà khóc lóc. Còn lại cụ lý, Mẹ con con đã nhịn đói năm ngày nay Con xin cụ thương tình Còn chưa kịp nghe người đàn bà kia nói hết Thì hai hàng lông mày trên trán cụ Lý Đã nhăn lại Sẵn giọng quát tháo Cái đám dân đèn chúng mày Dám bám vào quần ông hả Có biết mảnh lụa này đắt như thế nào không Nó mà bị bẩn Thì cái mạng chó của mày Cũng chẳng đền nổi đâu Vừa nói cụ vừa tiện chân đá mấy phát vào bụng người đàn bà do đã bị đói mấy ngày nay người đàn bà ấy đã gầy đến mức trơ xương quần áo cũng rách tả tơi nhìn đáng thương đến mức người dân làng đi ngang qua ai cũng phải nhìn đầy ái ngại bởi vì nếu để ý kỹ sẽ thấy được người đàn bà kia đang có chửa cái bụng lùm lùm lộ ra dưới lớp áo nâu sồng nhìn vô cùng đáng thương thế nhưng cụ lý có thèm để ý đến điều đó đâu cụ cứ quát cứ chửi đạp cho hạ cơn tức giận. Sau đó mới chừng mắt nhìn đám dân đen xung quanh. Mấy đứa chúng mày, không lo đi làm đi. Sắp đến hạn thu thuế, đứa nào thiếu, tao giết cả nhà chúng mày. Xung quanh toàn là đàn bà con gái và trẻ con. Nghe cụ Lý nói thế thì ai nấy đều cúi mặt xuống đất mà bước đi một cách lầm lũi. Đàn ông con trai đã đi làm phu cao su hết cả rồi, ở làng này bây giờ toàn người chân yếu tay mềm chỉ cần một cái lườm của cụ lý đã đủ cho họ sợ hãi run cầm cập nhìn thấy cảnh đó cụ lý càng lấy làm hãnh diện cái uy của cụ phải nói là lớn nhất ở đây chứ đùa thế nên khi nhìn thấy người đàn bà ăn xin kia đã bị cụ đạp đến mức học máu mồm thì cụ lại càng muốn ra sức thể hiện sẵn máu hăng trong người cụ nện thêm một gậy thật mạnh vào bụng bà ta, kèm theo câu chửi động. Cho mày chưa? Cái thói dám bấu ví vào người tao. Nói xong thì cụ ra lệnh cho đám hầu cận tiếp tục đi, mặc kệ sống chết của người đàn bà ăn xin kia. Dù sao thì thời buổi loạn lạc bây giờ, đi ra đường vài bước là gặp một người ăn xin chết đói, cụ đầu có dỗi hơi, quan tâm đến lũ bần hèn đó làm gì hành động vô tình máu lạnh của cụ Lý khiến cho người đàn bà ăn xin hai mắt rưng rưng muốn khóc, miệng bà lẩm bẩm mấy câu ú ớ. Đừng! Cụ Lý! van xin cụ! Bụng bà đau quặng thắt vì mấy cú đạp và đánh của cụ Lý. Máu từ từ chảy dọc theo hai bên bắp chân. Dưới lạn da tái xanh của bà thì máu đỏ càng nổi bật một cách đáng sợ người xung quanh nhìn bà đầy thương cảm nhưng chẳng còn cách nào khác được họ cũng là hạng khố rách cùng đinh mà thôi nếu dám xen vào chuyện này chỉ sợ sẽ bị cụ lý trách tội sống ở cái làng đông hà này muốn yên ổn thì nhất định không được trái lệnh cụ lý chỉ cần cụ tăng sưu thuế lên một lần thì đủ cho cả nhà họ đói rách cả năm cũng sớm đi ăn xin như người đàn bà kia mà thôi nào đâu có phải người dân làng Đông Hà máu lạnh vô tình. Cuộc sống khó khăn túng quẫn đã làm cho sự thương người trong lòng họ bị mai một dần, mỗi ngày đều sống như cái bóng âm thầm trong ngôi làng quá bộ này. Thế là, người đàn bà ăn xin kia đã chết. Xác của bà được người đi làm đồng sáng hôm sau phát hiện ra, họ chẳng tìm đâu nổi cái chiếu rách để đắp cho bà nên đành kêu gọi nhau đào một cây huyệt ngay dưới gốc tre cuối làng, xem như chọn tình làng nghĩa xóm. Chẳng ai biết người đàn bà đó là ai, cũng không ai còn nhớ mới cách đây vài tháng, ở làng Đông Hà còn có một cô gái với nhan sắc hương đồng rõ nổi, làm say đắm biết bao trai trắng ở các làng xung quanh. Xuân là con gái của một trong những gia đình thư hương, từ nhỏ đã được bố mẹ ưu ái dạy cho vài con chữ lại thêm nhan sắc xinh đẹp nên khi đến tuổi cập kê cô nhanh chóng được rất nhiều thanh niên các làng xung quanh muốn đến dạng ngõ bố mẹ thương xuân còn nhỏ tuổi lần lựa mãi vẫn chưa chịu gả cô cho ai một ngày nọ biến cố bất ngờ ập đến bố mẹ xuân bị bọn thực dân pháp tố cáo nuôi cách mạng chỉ trong một đêm chúng đã đem xử bắn cả bố lẫn mẹ cô tài sản trong nhà cũng bị đem sung vào công quỹ của làng. Qua một đêm mà cô gái trẻ như trở thành một người khác, tứ cố vô thân lại thêm cái danh người liên quan đến cách mạng khiến cô lầm lỗi chẳng thiết sống ở trên đời này nữa. Trong lúc khám xét nhà của Xuân, lốt thực dân Pháp đã để ý đến cô gái trẻ với nét đẹp đầm thắm. Bọn nó đưa mắt nhìn nhau một cách bỉ ổi, rồi một đứa dùng thứ tiếng Việt lơ lớ nói chuyện với xuân em có muốn theo chúng tôi không xuân còn chưa hiểu rõ ý chúng hai mắt cô giờ đây vẫn trống rỗng vô hồn vì nỗi đau mất cha mất mẹ cả người cô thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định hoàn toàn chẳng muốn trả lời bè lũ khốn nạn đã hãm hại cả nhà cô tan nát thằng pháp thấy xuân như thế thì cũng thản nhiên nói tiếp cái nhà này giờ đã nát rồi em không theo tôi thì cũng phải chết như họ vừa nói hắn vừa giơ tay chỉ lên cái xác của cha mẹ xuân còn đang treo trên mấy cây cọc đầu làng để thị uy xuân nhìn mà uất nghẹn đời cô chưa bao giờ phải chịu cảnh đau đớn nhục nhã như thế này cô gái trẻ từ nhỏ đã được bố mẹ bảo bọc nên hoàn toàn chẳng biết phải ứng phó làm sao trong tình huống này sự thờ lạnh nhạt của xuân khiến cho tên Pháp tức giận. Hắn ra lệnh cho mấy tên đàn em trói xuân lại và ra lệnh. Mang nó về nhà cũ lý cho tào. Trong làng Đông Hà, có một cái đình làng bị bọn thực dân chiếm đóng làm cơ sở tập kết. Thế nhưng, ở đó chỉ có đôi ba gian nhà cũ nát tồi tàn, nên khi đến làng này, chẳng mấy khi bọn chúng ngủ lại đó. Những lúc cần thiết, tên người Pháp đều ra lệnh đến thẳng nhà cụ lý, vừa to lớn rộng rãi lại có kẻ ăn người ở cung phụng đàng hoàng hôm nay hắn đã quyết phải chơi bằng được cô sơn nên không ngần ngại ra lệnh cho bọn đàn em đi thẳng đến đó trời đã nhá nhem tối nhà cụ lý vừa mới ăn cơm tối xong thì nghe thấy tiếng gõ cửa ầm ầm hai hàng lông mày cụ lý nheo lại khó chịu với cái uy danh của cụ thì ở làng đông hà này làm gì có thằng nào dám gõ cửa nhà cụ như thế chắc chắn lại là lũ người pháp muốn đến ở nhờ vài hôm đây mà dù trong lòng khó chịu thì cụ lý cũng nở một nụ cười xiểm nịnh, lật đật chạy nhanh ra mở cổng ê <laughs> quý hóa quá hôm nay là dịp nào mà con bác lại ghé thăm như thế này gã người pháp chẳng thèm liếc mắt nhìn cụ lý lấy một cái dùng thứ tiếng việt ít ỏi của mình nói chuẩn bị cho tôi một gian phòng. Cô Lý nhìn thấy Xuân ở đó thì ngay lập tức hiểu ra vấn đề. Tên người Pháp này là Loris. Cô chả biết mình đọc có đúng không nữa, nhưng nghe thấy bọn đàn em hay gọi hắn như thế. Do được quan trên tín nhiệm, nên hắn là người quản lý chung làng Đông Hà cùng mấy ngôi làng quanh đây. Mỗi lần Loris đến, đều ở lại nhà cụ vài hôm. Thế nên cụ đã dành sẵn một gian buồng ở nhà giữa cho hắn ở lúc nào cũng dọn dẹp cẩn thận chỉ chờ hắn đến thăm dạ bọc con trên mời quan đi hướng này nhà của cụ lý rộng lắm mấy gian nhà lớn lại thêm một loạt buồng nhỏ xây xung quanh nếu không có người dẫn đường thì người lạ vào đây rất dễ bị lạc loris chẳng còn tâm tư nào quan tâm đến cái cơ ngơi đồ sộ của cụ lý hắn vẫn còn đang mê đắm nhan sắc xuân thì của cô xuân chỉ mong nhanh chóng được thưởng thức mùi vị của người đẹp xứ An Nam này. Cô Xuân bị hắn lôi một đường đi thẳng vào trong buồng. Hai mắt cô từ nãy đến giờ vẫn trống rỗng vô định. Nửa muốn căn lưỡi tự tử chết quách cho xong. Nửa lại muốn tiếp tục nhịn nhục sống qua ngày. Bố mẹ cô vẫn cần người hương khói. Xác của họ còn đang bị treo ngay đầu làng để thị uy cho dân chúng xung quanh. Nhìn thái độ mặc sống mặc chết của Xuân, Loris cười khà khà đầy dâm ô. <laughs> em ngoan, chịu khó chịu toa. Toa nhất định cho em sống sùng túc. <laughs> vừa nói, hắn vừa lần sờ cởi từng lớp quần áo trên người Xuân. Bàn tay nhơ nhớp béo núc của hắn lướt nhẹ trên làn da mềm mịn của người con gái. Chạm đến đâu là xít xoa khen ngợi đến đấy. Nước mắt Xuân lan dài trên má. Hai bàn tay cô bấu chặt vào nhau để kìm nén cơn tức giận và nhục nhã lúc này. Cảm giác cơ thể mình bị tên khốn nạn kia trả đạp. Cơn đau thể xác và tinh thần đan xen khiến Xuân như chết nghẹn. Thế nhưng cô phải sống, ít nhất là phải lo xong đám tang cho bố mẹ mình cho tròn đạo hiếu làm con. Rồi sau đó muốn chết như thế nào cũng được cứ ngỡ đây đã là tột cùng nỗi đau mà người con gái ấy phải gánh chịu. Thế nhưng sự dã man và tàn bạo của lũ thực dân cùng bè đảng tay sai là điều mà chẳng ai có thể tưởng tượng nổi. Sau khi tên Loris giày xéo cơ thể của Xuân thì đến một loạt những gã đàn ông khác ùa vào. Từ cụ Lý cho đến đám đàn em tay sai của Loris, mỗi đứa đều thèm nhỏ dãi cơ thể đương thì mơn mởn của Xuân bắt cô phục vụ hết người này đến người khác. Dù cho cô có van xin đến khan cả giọng, thì cụ Lý cũng chẳng tha cho cô. Vừa cười một cách khả ố, vừa liên tục hành hạ cơ thể non nớt của cô một cách dâm dục, hòng thỏa mãn thú tính. Toàn thân Xuân dẻo dã, hai mắt cô trắng dã, nước mắt cũng đã cạn vì những tội nhục cô phải gánh chịu đêm hôm nay. Trời vừa rạng sáng thì bọn chúng đuổi cô khỏi nhà cụ Lý Xuân mặc dù mệt, nhưng vẫn cố gắng kéo manh áo rách, che chắn xác thịt lõa lồ đang bị lộ ra ngoài. Gương mặt cô cúi gằm lầm lũi bước chân trần trên con đường mòn dẫn đến đầu làng, nơi cha mẹ cô đang bị phơi xác thị uy. Hoàn cảnh của Xuân quá đỗi đáng thương. Người dân xung quanh ai cũng xì xào bàn tán, xen lẫn thương cảm. Nhưng chẳng một ai dám ra tay giúp đỡ, họ lặng lẽ nhìn Xuân ôm xác cha mẹ già bãi tha ma cuối làng. Cô dùng bàn tay yếu ớt của mình bới từng hòn đất, suốt một ngày một đêm không ăn không ngủ. Cuối cùng Xuân mới đào xong nấm mồ cho bố mẹ mình yên nghỉ. Vốn xuất thân, dòng dõi thư hương, từ nhỏ Xuân đã quen ăn trắng mặc trơn. Cô chưa bao giờ phải chịu khổ như hôm nay. Nỗi đau khi mất đi người thân, cơ thể cũng bị lũ khốn nạn kia làm nhục lại thêm cảnh nhà cửa tan nát, khiến cả người Xuân Như chết đi một nửa. Cô vừa đưa tay quẹt đi dòng nước mắt, vừa lặng lẽ khấn vái cho vong linh cha mẹ mình được bình an nơi chín suối. Suốt mấy ngày sau đó, Xuân đều quỳ bên cạnh mộ của cha mẹ mình. Có vài người đi ngang xót thương thì lén lút cho cô khi thì cổ khoai, khi thì cổ sắn, cũng xem như có cái rằn bụng để Xuân có sức lực để tang cho bố mẹ mình. Hoàn cảnh của cô khiến ai nhìn vào cũng thương cảm. Mấy người phụ nữ trong làng Đông Hà nhân lúc đêm tối lén lút dẫn cô về nhà mình tá túc đỡ. Cô Xuân cứ ở tạm nhà tôi một thời gian để cho tình hình yên ổn. Cụ Lý và quan pháp quên chuyện này đi thì lúc đó cô hãy trốn sang làng khác mà sinh sống. Trừ ở làng này thì không yên được với chúng nó đâu. Cứ mỗi lần nghe tin đồn có cách mạng hoạt động ngầm trong làng thì bọn tay sai của Pháp sẽ lùng sục cả tháng trời. Ai đi ra đường cũng bị súng truy hỏi gắt gao. Mọi con đường ra khỏi làng đều có người canh gác cẩn thận. Dù cho Xuân có muốn rời đi ngay bây giờ, cũng chẳng ai dắt cô đi được. Xuân hiểu điều này nên cô rất biết ơn bà Mân, người đàn bà quá buộc đã ra tay cứu mang mình. Cháu cảm ơn bà, tình cảnh của cháu ra nông nỗi này, chị e là sẽ liên lụy đến bà mất. Bà Mân nghe vậy thì cười buồn, hai mắt bà trống rỗng nhìn xa xăm. Cuộc đời tôi còn gì nữa đâu mà sợ liên lụy nữa hả cô? Bà Mân là một quá phụ trong làng, chồng bà đã chết cách đây vài năm vì đi làm đồn điền cao su ở mãi các tỉnh xứ Nam Kỳ. Đứa con lớn của bà thì do hoạt động cách mạng mà bị lính pháp tử hình không xét xử. Cả ngôi nhà lạnh lẽo bây giờ chỉ có bà Mân sống lay lắt qua ngày. Bà muốn giúp đỡ Xuân vì thấy trong cô gái trẻ thấp thoáng bóng hình cô đơn của mình mấy năm về trước. Cùng là phận đàn bà con gái với nhau, sao bà có thể không hiểu được tâm trạng của cô lúc này? Thế là một thời gian sau đó, Xuân và bà Mân sống cùng nhau trong ngôi nhà mái lá đơn sơ cứ ngỡ cuộc đời của cô đã tạm qua cơn bĩ cực thì một chuyện đột ngột xảy ra khiến cho xuân hoang mang tột cùng cô có chửa xuân lo lắng đặt tay lên đứa bé trong bụng trong lòng ngổn ngang bộn bề cô biết đây là con của bè lũ khốn nạn kia nếu để bà mân hoặc người làng này biết được cô đang mang trong mình máu mủ của bọn cướp nước thì chắc chắn xuân sẽ bị cạo đầu thả trôi sông cả đời sống trong sự kỳ thị và rẻ biểu của xóm giềng. Nỗi uất ức, cô gắng chịu đã đủ nhiều. Giờ đây Xuân không còn sợ những thứ đau đớn thể xác hay tinh thần gì nữa. Cái cô lo lắng nhất chính là đứa bé trong bụng mình. Một nửa cô muốn bỏ đứa bé này đi. Con của lũ khốn nạn thì sinh ra cũng chẳng tốt đẹp gì. Hơn nữa cô còn chưa chồng mà chữa, nỗi nhục nhãn này sẽ làm ảnh hưởng đến thanh danh cả đời của cha mẹ cô mất. Một nửa trong lòng cô lại không nỡ, dù cho có thế nào đi chăng nữa thì đó cũng là con của mình. Bà cô sao đành lòng giết nó được nếu cô lén lút sinh đứa bé này ra, không cho nó biết về việc nó là kết quả của một trận cưỡng hiếp ê trề thì cuộc đời của nó có khi nào sẽ tươi sáng hơn cô không? Đầu óc cô lúc nào cũng căng thẳng vì cái thai trong bụng mỗi lúc một lớn. Nếu cô không sớm đưa ra sự lựa chọn thì bà Mân cũng sẽ phát hiện ra điều bất thường. Một bên là tình mẫu tử thiêng liêng, một bên là thanh danh trong sạch của cả gia đình. Sơn chỉ mến đưa tay vuốt phe bụng mình. Tình mẫu tử thiêng liêng mỗi lúc một lớn khiến cô phải âm thầm đưa ra quyết định. Và một đêm trời mưa rền gió dữ, xuân thầm nói lời chào tạm biệt bà mân rồi lặng lẽ mở cửa bỏ nhà ra đi kể từ dạo đó người làng đông hà không còn nhắc đến người con gái tên xuân nữa chẳng ai rõ cô đã đi đâu sống chết như thế nào thế nhưng họ đâu có biết được cũng từ dạo ấy ở đầu chợ có thêm một người đàn bà ăn xin sống lay lắt với đám người nghèo khổ khác rời khỏi nhà bà mân xuân cũng chẳng có nơi nào để đi khắp các con đường ra khỏi làng đều có lính canh mình cô chân yếu tay mềm lại thêm bụng mang dạ chửa đi được vài bước là đã ốm ngén tái xanh cả mặt cô ngủ bờ ngủ bụi được một hôm thì cả người đói lạ nhờ vào sự thương tình của người qua đường mới sống lay lắt được vài ngày xuân định bụng tìm đến nhà cụ lý để xin lòng thương hại dù gì đứa bé trong bụng cô cũng có một phần máu mủ của bọn họ bản thân cô chẳng sợ chịu khổ nhưng để đứa con chưa chào đời đã phải cùng cô nhịn đói nhịn khát thì xuân không đành lòng đã vài hôm nay xuân đều lảng vảng ở gần nhà cụ lý tìm xem có cơ hội nào gặp được cụ hay không thế nhưng càng chờ đợi thì cô càng thêm tuyệt vọng đã mấy ngày nay xuân không được ăn uống đầy đủ quần áo trên người cũng đen đúa như một mụ mộ đàn bà ăn xin Điều đó cũng chả có gì đáng ngại so với việc đứa bé trong bụng cô vì đói mà liên tục hành hạ cơ thể cô. Cứ người thấy mùi gì khó chịu là cô lại nôn đến mật xanh mật vàng. Cùng là cảnh người ăn xin với nhau, ai cũng nhìn cô thương hại. Họ bảo cô hãy ra chợ, chỗ đó nhiều người qua lại, biết đâu lại xin được tí cháo loãng gì cho đứa bé trong bụng. Thân gái chân yếu tay mềm, lại bụng mang dạ chửa như thế này họ cũng sợ rằng cô cũng chẳng trụ nổi được qua nạn đói vụ giáp hạt này mất xuân đã chẳng còn đặt niềm tin gì vào việc có thể cầu xin cụ lý thương tình nữa bước chân cô lầm lỗi đi dọc theo con đường làng vừa đặt tay lên bụng vừa khóc khóc cho thân phận mình hẩm hiu khóc cho đứa con còn chưa thấy ánh mặt trời của mình đã sớm phải cùng mẹ nó chịu đời đói khổ suốt cả tuần không được ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ quần áo thì lấm lem bụi cát chẳng còn ai nhận ra được đây chính là cô sơn xinh đẹp nức tiếng ở cái làng này nữa hòa mình và dòng người ăn xin ở cổng chợ sơn chỉ mong mình có thể giữ sức khỏe thật tốt chờ ngày đón đứa con chào đời với cô như thế đã là mãn nguyện lắm rồi ấy thế nhưng ngày hôm đó cô lại nhìn thấy cụ lý đi ngang cổng chợ giống như một tia hy vọng cuối cùng bừng sáng giữa cuộc đời u tối của Xuân. Cô dùng hết sức mình đến bám vào quần của cụ Lý, nhưng rất nhanh cô đã hiểu thế nào là tuyệt vọng, là lòng người giá lạnh. Đám người cụ Lý rời đi nhanh chóng, để mặc Xuân ở ven đường với vết thương trồng chất, đặc biệt là vùng bụng cô đau quặn thắt. Máu nóng chảy dòng dòng dưới chân khiến trái tim Xuân lạnh lẽo. Cô hiểu rằng cả mình và đứa con đều chẳng còn nơi nương tựa. Sợ rằng cụ Lý cũng chẳng còn nhớ đến cô Sơn là ai trong cái làng Đông Hà này nữa rồi. Một lũ người khốn nạn ra sức chèn ép gia đình cô, biến cô từ một thiếu nữ đương thì thành một người ăn xin bẩn thỉu phải kết thúc cuộc đời trong đói khổ và uất hận. Người ta vẫn kháo nhau rằng thai nhi còn chưa ra đời mà bị hại chết thì linh thiêng vô cùng đặc biệt là mẹ của nó cũng bị người ta đánh đập ngay trong lúc bụng mang giả chửa oán khí nhất định sẽ mạnh hơn hẳn những người chết oan khác chẳng biết có đúng hay không nhưng từ ngày người làng Đông Hà chôn xác xuân dưới gốc tre cuối làng, thì nơi đó bỗng trở nên âm u một cách kỳ lạ. Cho dù là giữa trưa nắng trang trang, ai đi ngang qua đây cũng cảm thấy lạnh lẽo run người, một vài bà cụ đi làm đồng lúc sáng sớm còn bảo rằng họ nghe thấy tiếng khóc của một người con gái phát ra từ bụi tre rậm rạp đó thậm chí có người còn khẳng định rằng họ trông thấy bóng dáng một người mặc áo trắng đang ngồi lúc lẻo trên đỉnh ngọn tre hai mắt đỏ au nhuốm máu nhìn chằm chằm từng người đi ngang qua như muốn ăn từ nuốt sống họ ngày ngày trôi qua những chuyện ly kỳ xoay quanh bụi tre nơi cối làng mỗi lúc một nhiều làng đông hà toàn đàn bà con gái dù thời này người chết đói ven đường nhiều vô số kể thì cũng chưa từng có ai liên tục hiện hồn ám ảnh cuộc sống của người dân như thế này tin đồn về cái chết của người đàn bà ăn xin bị cụ lý đánh chết có liên quan đến oan hồn kia mỗi lúc một nhiều một đồn mười mười đồn trăm cuối cùng nó cũng đến tài của cụ lý người đứng đầu làng này. Cụ Lý đang uống nước chè thì nghe gã người hầu bẩm báo. Cụ nhổ tuẹt bãi nước xuống sân, tức giận gõ cái gậy cổng cọc xuống đất. Còn mẹ ở trong đó, lũ mất rồi, dám loàn tìm đôn đại lung tung. Người ăn kẻ ở trong nhà đều sợ cụ Lý một phép, ai cũng lầm lỗi cúi gầm mặt xuống đất, chẳng ai dám ho he, chỉ sợ bị tài bày vạ gió thì khổ thân duy chỉ có thằng Tam, gã người hầu thân cận của cụ Lý mới dám lên tiếng. Dạ, bẩm cụ, không biết cụ có nhớ tầm tháng trước, lúc đi thu sưu thuế, có mấy hộ kinh doanh trong trỏ. Vốn là người rất hiểu cụ Lý, Tam chỉ kể một nửa để gợi nhắc cụ nhớ về cái ngày hôm đó. Dù tuổi đã ngoài lục tuần, nhưng đầu óc cụ Lý vẫn còn minh mẫn. Chưa có kẻ nào ăn chặn được của cụ một đồng xu các bạc nào Mọi chuyện đều được cụ ghi nhớ như in ở trong đầu, thế nên chỉ cần nghe tên Tam nói thế, ngay lập tức cô Lý là mở nhớ về sự việc ngày hôm đó. Cô trầm ngâm một lúc lâu, nhìn thấy sắc trời cũng đã gần trưa thì mới ra lệnh cho đám người làm. Chúng mày, lôi xuống hết đi." Sống đến gần này tuổi, số người cụ Lý giết có đếm hết bàn tay cũng chẳng hết, nhưng chưa bao giờ có chuyện hồn ma oán quỷ hiện về làng vàng xung quanh nhà cụ cả theo lời đồn đại thì người đàn bà kia đang có chửa có nghĩa là cụ lý đã giết một người mà hai mạng mà oán khí của thai nhi chưa chào đời vô cùng khủng khiếp nhất định sẽ sớm tìm đến cụ để báo thù thời gian gần đây đám người lori bận biểu chuyện ở làng bên cạnh nên chẳng mấy khi bén mảng đến làng đông hà cụ lý nhất định phải nhân cơ hội này để ếm chuyện hồn ma chứa quỷ kia xuống. Lũ người Pháp không tin vào ma quỷ, nếu để chúng biết mấy thứ này, nhất định sẽ cho rằng cụ không đủ quyền hành để cai quản làng Đông Hà. Như vậy thì công sức cụ đổ ra bao nhiêu năm, há chẳng phải đổ sông đổ biển hay sao? Một con cáo già như cụ Lý tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra. Cụ nhanh chóng gọi tên Tam vào, nói nhỏ mấy câu rồi phất tay cho nó ra ngoài làm việc thế là chỉ mấy hôm sau ngay tại lũy tre cuối làng một cái miếu nhỏ được đích thân cụ lý chỉ đạo người làng xây lên mấy bà mấy cô đi chợ buổi sáng ngang qua ai cũng mắt tròn mắt dẹt chẳng hiểu mô tê gì phải biết rằng ở làng đông hà đến cả cái chùa cũng bị đập phá tan nát sao bây giờ cụ lý lại để bạt ý kiến xây dựng lên một ngôi miếu như thế này mà xây miếu tiền của cũng lấy từ công quỹ của làng dân tình đã đói khổ lại còn phải còng lưng chịu thêm tiền này tiền kia khó tránh khỏi tiếng lầm than vang lên khắp trốn dù cho thắc mắc là thế nhưng phận đàn bà con gái thấp cổ bé họng nên người làng đông hà chẳng ai dám hỏi cụ lý nửa lời ai đi ngang qua cũng chỉ nhất nhất cất tiếng chào hỏi kính cẩn cụ lý ạ à? dạ bẩm cụ lý đang làm việc ạ à? Cũng chính vì trong làng chẳng có được mấy người đàn ông, quan chức như cụ Lý là người có tiếng nói nhất ở đây. Cụ nói sao thì người ta nghe vậy, nên ngôi miếu kia được xây lên vô cùng nhanh chóng mà chẳng gặp phải bất kỳ sự phản đối nào cả. Ngôi miếu nhỏ được xây dựng ngay bên cạnh lũy tre cuối làng, khói hương nghi ngút cũng chẳng giúp không khí xung quanh đây bớt được chút lạnh lẽo nào. ấy thế nhưng, nó thực sự có tác dụng Kể từ dạo ấy, người làng không còn nhìn thấy bóng dáng người con gái mặc áo trắng treo lúc liều trên đỉnh ngọn tre nữa. Cứ tưởng như thế đã là xong xuôi, nhưng người thầy Pháp mà cụ Lý mời đến không chỉ biết xem hồn bắt phách mà còn biết cả thuật phong thủy. Sau khi đi dạ một vòng quanh làng Đông Hà, thầy Tứ gương mặt đâm chiêu, vừa nhìn hướng mặt trời mọc, vừa nhìn thế đất nhà cụ Lý mà lắc đầu. Chết, chết, như thế này không ổn rồi. Cụ lý nghe thấy vậy thì hết sức lo lắng, vội vàng đuổi hết đám người làm ra ngoài, cho đến khi trong buồng chỉ còn mình cụ và thầy tứ thì mới dám hỏi nhỏ. Thưa thầy, không ổn là không ổn thế nào? Mong thầy nói rõ hơn giúp. Thầy tứ hai mắt nhèo lại, ra chiều suy nghĩ lung lắm, mãi đến khi cụ lý quính quáng cả lên thì thầy mới nói ai thế đất nhà cụ là thế rồng cuộn ngọc, nhưng chẳng hiểu vì sao. Dạo gần đây trong viên ngọc bắt đầu xuất hiện những thứ không sạch sẽ. Rồng là con vật thuộc tứ linh, nó không thể sống ở những nơi ô uế Nếu để lâu, e rằng con rồng quanh nhà cụ cũng sẽ bay đi mất. Cô Lý nghe thấy thế thì toát mồ hôi hột. Cụ rất tin vào phong thủy. Nên từ khi xây nhà, đã mời thầy tứ về xem xét kỹ càng. Vừa trồng cây cảnh bao xung quanh nhà, lại còn cất công đào một cái ao hình tròn như một viên ngọc phỉ thúy ở giữa vườn, tạo thành thế rồng cuộn ngọc, phù trợ cho sự nghiệp của cụ thuận buồm xuôi gió. Bao nhiêu năm qua, nhờ vào sự yểm trợ này mà con đường cụ đi không một vướng ngại. Sao tự nhiên bây giờ lại có chuyện này được? thời điểm này quan trên đang muốn cất nhắc cụ lên vị trí mới nếu có vấn đề xảy ra thì công sức của cụ bao nhiêu năm qua chả phải đổ sông đổ biển hết sao cụ lý vuốt mồ hôi trên trán dù trong lòng lo lắng cụ vẫn cố gắng tỏ ra trấn tĩnh cẩn thận hỏi lại thầy tứ dạ chăm sự nhờ thầy giúp cho lần này tôi người trần mất thịt không biết đất phạm phải sai lầm nào mong thầy ra tay giúp đỡ nhà tôi không dám quên ơn thầy đâu. Thầy tứ vẫn đằm chiều bấm ngón tay, xem xét một hồi từ cái cổng ngôi nhà cho đến cái ao trong vườn nhà cụ Lý. Cuối cùng mới hỏi, à, Thế cái mạch nước trong cái ao này dẫn đến đâu? Bao quanh làng Đông Hà vừa có sông, vừa có ao, lại có cả giếng. Hệ thống mương nước chẳng chịt, người bình thường nhìn vào sẽ chẳng thể nào biết được mạch nước này dẫn đến đâu. Thế nhưng cụ lý thì khác, mọi sự trong cái làng này đều do cụ quyết. Đường dẫn mương nước cụ nắm rõ như lòng bàn tay. Sau khi ngẫm lại một chút, cụ lý toàn thân cứng đờ như tượng gỗ, nói từng chữ một cách nặng nề. Cái, cái ao này thông nước với con mương dẫn đến cái dính hoàng ở cuối làng cái giếng đó cũng nằm gần lũy tre nọ, nơi mà người ta vẫn đồn đại là thấy bóng dáng một người con gái mặc váy trắng ngồi trên đấy. càng nghĩ kỹ thì cụ lý càng thấy chuyện này có gì đó bất thường. cụ sợ hãi van nảy thầy tứ. Ờ, dạ, ừ, lại thầy, nhờ thầy giúp cho nhà tôi chuyện này. tại cái khóm trẻ ấy, tôi đã cho xây dựng một cái miếu để chấn hồn ba nữ đúng như lời thầy dặn. Dạ. Từ dạo đó không còn thấy ma quỷ hiện về quanh làng Đông Hà này nữa. Tôi cứ nghĩ như vậy, đã xong xuôi rồi. Nào có ngờ được, mọi chuyện lại phức tạp đến mức này. Thầy Tứ đâm chiêu nhìn dòng nước xanh thẫm trong ao nhà cụ Lý. Khi đào cái ao này, thầy đã cố tình đốt một lá bùa cầu tài rồi giải cho bụi xuống dưới đó. Thế nên, dù cho mấy năm nay mùa màng thất bát, thì nhà cụ Lý vẫn trong cái thế làm ăn hưng thịnh bây giờ rõ ràng dưới cái ao này đã xuất hiện một số thứ khiến cho dòng nước vẩn đục. Nhìn kỹ sẽ thấy được hình như có hai dòng máu đỏ thẫm đang uốn lượn dưới đáy ao. Chỉ chờ cơ hội là đè ép ra đảo cổ lý sụp đổ. Bùa câu tai xem ra đã bị những thứ u ế kia làm cho hết hiệu lực. Nếu tiếp tục kéo dài, chỉ e là càng khó giải quyết. Thế vườn nhà cụ Lý nằm ở nơi cô địa thế cao nhất cái làng Đông Hà này. Linh khí hội tụ đồng nghĩa với việc sẽ thu hút nhiều hồn ma vất vưởng muốn lại gần để hấp thụ tinh hoa hòng mong được cầu siêu thoát. Muốn diệt trừ lũ tà đạo này, xem chừng nhất định phải ra tay tan ác một lần. Thầy Thứ khẽ thì thầm vào tai cụ Lý vài câu. Sắc mặt cụ Lý càng nghe càng tái mét. Dần dần ánh mắt cũng lóe lên tia tàn nhẫn máu lạnh hơn hẳn bình thường. Người không vì mình trời du đất diệt, cô đây cũng là muốn tốt cho cái nhà này mà thôi. Ngoài nghề xem phong thủy và trừ tà, thầy tứ còn biết một số loại thuốc cực độc, chỉ cần đổ xuống nước thì các loại cá tôm sống dưới ao sẽ chết dần chết mòn. Không dừng lại ở đó, nguồn nước bị thầy bỏ thuốc sẽ vĩnh viễn chẳng có loài sinh vật nào sống được. Việc bỏ thuốc độc xuống nguồn nước sẽ diệt trừ tất cả sinh linh sống sót trong đó, thanh tẩy toàn bộ ô uế và loại trừ những thứ không sạch sẽ đang lẩn trốn dưới ao nhà cụ Lý. Mạch nước ngầm dưới ao dẫn đến cái giếng hoang cuối làng. Nước trong giếng cũng thông với mạch nước chung của làng Đông Hà. Nói một cách dễ hiểu thì một khi thầy tứ bỏ thuốc độc xuống ao nhà cụ Lý cũng là đầu độc mạch nước của cả làng. Người dân ở đây quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, mùa màng thất bát thì họ chỉ còn biết dựa vào mấy con tôm con cá đánh bắt được ở ao hồ quanh làng. Một khi đầu độc nguồn nước cũng là cắt đi một phần nguồn sống của người dân quanh đây, làm cho cuộc sống của họ càng thêm cơ cực bội phần. Dù biết là vậy, nhưng để đảm bảo sự hưng thịnh của gia đạo nhà mình, cô Lý tặc lưỡi, sai tên hầu thân cận, bỏ thứ thuốc độc của thầy tứ xuống ao nhà mình. Cái ao này nằm giữa vườn nhà cụ, chẳng ai có thể phát hiện ra sự tình kỳ lạ này được. Và đám dân đen kia, càng nghèo khổ thì càng dễ cai quản. Thành danh của cụ Lý trong cái làng Đông Hà này lại càng vững vàng như bản thạch. Rồi từ dạo đó, ngoài cái miếu được lập lên ở ngày cuối làng, thì người làng Đông Hà còn phát hiện thêm một sự tình lạ đời khác. Quanh làng lúc nào cũng thoang thoảng mùi xác động vật chết, tôm cá nổi lành bềnh trắng xóa dưới ao hồ. Ngôi làng chỉ toàn phụ nữ và trẻ em đã rất u ám chật vật, thì nay lại càng trở nên tù túng, tối tăm một cách đáng sợ bởi mùi tử khí. Kể từ ngày Xuân Âm Thầm bỏ đi, bà Mân lại lầm lỗi tiếp tục sống trong ngôi nhà lá đơn sơ của mình. Bà không biết chữ, Xuân đi cũng chẳng để lại lời nhắn hay thư từ gì cả. Nhưng bà hiểu cô gái ấy đã đi để tìm cho mình một tương lai tươi sáng hơn. Cái buổi tối trước ngày rời đi, Xuân cứ nhìn bà Mân rồi khóc. Cô ấp ống nói vài lời cảm ơn rồi dục bà đi ngủ sớm. Bà Mân chẳng hiểu mô tê gì, nhưng tính bà hiền lành thật thà. Tối ở làng Đông Hà, nhà nào cũng đóng cửa tắt đèn đi ngủ từ sớm, nên bà Mân không hề nghi ngờ gì cả. Mãi đến sáng hôm sau thức dậy, thấy nhà trống trải, bà mới biết Xuân đã bỏ bà mà đi rồi. Trước nhà bà Mân có một cái ao nhỏ, vợ chồng bà đào từ mấy chục năm trước, nhưng nhà bà nghèo nên chẳng mấy khi thả cá, chỉ để ao hồ tự nhiên cho cá tôm có sẵn tự sinh sống. Đến vụ thì thu hoạch được thêm con tôm con tép cho bữa ăn được cải thiện đôi chút. ấy thế mà chẳng hiểu vì sao, cái ao quanh năm nước trong xanh là thế mà tự nhiên đục ngầu như máu. Cá tôm chết hàng loạt nổi lềnh vành. Cái mùi hôi thối tanh tưởi cả ngày bay vào trong nhà làm bà Mân khó hiểu. Quái lạ, ở làng Đông Hà này xưa này có bao giờ xảy ra câu sự lạ đời thế này đâu làng xóm xung quanh ai cũng đồn ầm lên rằng làng này đã làm chuyện gì kinh động đến thần linh nên thánh thần mới nổi giận trừng phạt cả làng như thế cái miếu mà cụ lý mới xây từ dạo trước bây giờ tấp nập người đến cúng viếng khấn vái mong cho cuộc sống của người dân sớm trở lại quỹ đạo bình thường bà mân tuy đã già yếu rồi nhưng cũng cố đi đến miếu một lần để cầu khấn mong sao mọi thứ sớm trở nên an ổn bà đi vào cái tầm giữa trưa nên xung quanh miếu chẳng có nổi một bóng người mùi hương nghi ngút bay ra cũng chẳng làm giảm bớt sự lạnh lẽo của nơi này chút nào bên trong miếu không có bất cứ một pho tượng thờ nào cả chỉ thấy một bát hương lớn được đặt ngay giữa ban thờ Xung quanh tường treo những bức tranh vẽ quỷ dị khiến bà Mân dù đã sống cả đời ở cái làng này cũng chả biết được đây là thần hoàng nào của làng Đông Hà. Bà chắp tay trước bát hương, lầm dầm khấn vái một cách thành khẩn. Còn lại thần lại Phật, kính mong chư vị thần linh tứ phương phù hộ cho dân làng Đông Hà qua cơn nạn kiếp này. Mong cho sông hồ ao cá quanh đây trở lại xanh trong như trước để cuộc sống của chúng con bớt phần hoạn nạn còn cũng kính cẩn mong trừ vị phù hộ cho cô xuân sớm tìm được nơi yên ổn sinh sống gặp giữ hóa lành dù rằng tin cô xuân đã bỏ làng này để đi tìm nơi khác sinh sống nhưng trong lòng bà mân vẫn đau đớn nỗi lo khôn nguôi thời buổi loạn lạc này thân gái đơn độc như cô xuân có làm gì cũng khó khăn nên bà Mân cũng muốn cầu xin thần thánh phù hộ độ trì cho người con gái kém may mắn ấy. Thế nhưng bà Mân không để ý thấy rằng, lúc bà nhắc đến cô Xuân thì nén hương trên ban thờ dần dần tắt lụi, lũy tre ngoài miếu cũng xào xạc tiếng gió thổi hưu hắt. Đêm hôm đó, chẳng hiểu sao bà Mân lại nằm mơ thấy cô Xuân về thăm mình. Cả người cô xanh sao vàng vọt, xem chừng cuộc sống cũng đói khổ, chứ chẳng sung sướng gì cho cam. Bà Mân nhìn thấy cô mà rơm rớm nước mắt. Cô Xuân, sao nhìn cô trông gầy yếu thế này? Xuân không trả lời câu hỏi của bà Mân mà vội vàng nói. Bà ơi, trong làng ta có loại lá ngải cứu. Ngày mai bà hãy dã nát loại lá đó rồi bỏ xuống ao cá trong vườn. Cứ làm như thế trong 7 ngày liên tiếp thì nước ao sẽ trong xanh trở lại. Bà Mân nghe thì càng thêm hoang mang. Cô, cô đang nói gì vậy? Sao cô Xuân lại biết làng Đông Hạ đang có nạn này? Xuân chỉ lắc đầu nhìn bà Mân chân chối. Cháu không có nhiều thời gian, bà cứ làm theo lời cháu ngay đi. Nếu để muộn thì không cứu được nữa đâu bà. Nói xong câu cuối cùng đó, cũng là lúc bóng dáng xuân dần dần trở nên mờ ảo. Bà Mân giật mình tỉnh dậy, ngôi nhà lá của bà vẫn trống trải, chẳng có ai khác ở đây ngoài bà cả. Thế thì giọng nói mà bà nghe văng vẳng từ nãy đến giờ là của ai? Tay chân bà Mân trở nên buồn rộn, người ta vẫn bảo mơ thấy người sống hiện về là điềm gở. Chẳng lẽ nào cổ sần đã chết? càng nghĩ thì trong lòng bà mân càng nóng như lửa đốt mới trưa nay bà còn đi ra miếu cầu khẩn cho cô xuân được bình an vô sự mà tối cô đã hiện về báo mộng cho bà âu cũng là cái duyên cái số còn sót lại giữa hai người cuộc đời bà đã chứng kiến lần lượt từng người thân thiết ra đi nhưng đến chuyện của cô xuân lần này bà cứ cảm thấy có gì đó uẩn khúc Cả đêm hôm đó bà Mân chỉ mong sao trời mau sáng. Khi con gà trống nhà hàng xóm vừa cất tiếng gáy báo hiệu ngày mới là bà lật đật thức dậy chuẩn bị. Bà làm theo đúng lời cô Xuân, tìm nắm lá ngải cứu ở góc vườn, dã nát như rồi thả xuống ao trong vườn. Ngay khi vừa thả nắm lá xuống, nước trong ao giống như cô linh tính mà gợn sóng lan tăn, màu đỏ thẫm dần dần trở nên nhạt hẳn nhưng vẫn đục ngầu giống như nước lũ tràn về. Bà Mân kiên trì làm đúng 7 ngày như cô Xuân dặn. Đến ngày cuối cùng, thứ nước vốn lờ nhờ màu đỏ đã trở nên trong xanh như thường lệ. Những con cá chết cũng được bà Mân vớt hết lên, chờ ngày cái ao này hoàn toàn hồi sinh. Cứ ngỡ là chỉ có ao nhà mình mới trong xanh trở lại, nhưng dọc đường đi từ nhà đến chợ, bà Mân để ý kỹ thì nhận ra những con mương khác cũng đã trong xanh trở lại. Giống như chưa bao giờ có cảnh tượng chết chóc dạo trước. Người làng Đông Hà thấy thế thì mừng lắm. Họ lại càng đến miếu ở lũy tre của làng Cầu Khấn, xem đó như một điểm tựa tinh thần cho cuộc sống tù túng mình đang mắc phải. Chỉ riêng bà Mân là khác, Bà hiểu lý do vì sao nước trong ao hồ làng này trở lại bình thường. Cũng thầm nghi ngờ, có gì đã khuất tất ở đây nếu đúng là thần linh trừng phạt thì mấy cái lá bà bỏ xuống chẳng thể nào giúp giải trừ cơn thịnh nộ của họ được đây hoàn toàn là cách thức của cô xuân đã báo mộng cho bà thế nên kể từ ngày hôm đó bà mân âm thầm quan sát xem xung quanh làng đông hà có chuyện kỳ lạ gì xảy ra không sau khi dò hỏi hết người này đến người khác bà đã phát hiện ra một chuyện dù không phải kỳ lạ nhưng lại có liên quan mật thiết đến cái miếu mà người dân đang thờ hiện nay chỗ xây cái miếu này cách đây vài tháng cũng là nơi mà người ta chôn xác của một người đàn bà ăn xin đang có chửa thời buổi đói nghèo nào cứ vài ba hôm lại có một người chết đói dọc đường nên chuyện người đàn bà kia chết vốn chẳng lạ gì cho cam điều lạ lùng ở đây chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết của bà ấy là do cụ lý đánh chết trong lúc đang tức giận. Và cũng chính cụ Lý lại là người ra lệnh cho làng xây ngôi miếu kia ngay tại chỗ lũy Tre, nơi chôn xác người ăn xin xấu số đó. Có quá nhiều sự trùng hợp khiến bà Mân nghĩ ngay đến việc người đàn bà bị đánh chết tức tuổi kia chính là cô Xuân. Vì lo sợ hồn ma cô về ám cái làng này nên cụ Lý đã cho người xây miếu chấn áp linh hồn cô, cũng là để mị dân thị chúng Càng nghĩ bà Mân càng thấy thương cho cô Xuân. Cái chết của cô đã quá đau đớn mà lại còn bị những kẻ cường hào ác bá thời này yểm hồn chấn phách. Chỉ sợ cả đời này chẳng có cơ hội siêu thoát đầu thai. Chợ phiên của làng chỉ mở vào ngày mùng 1 và 15 hàng tháng. Dù tay chân già yếu nhưng bà Mân quyết đi cho bằng được. Sắm một cái lễ nhỏ để cầu mong cho linh hồn cô Xuân siêu thoát thay vì đặt lên ban thờ nhà mình, bà mân lại mang cái lễ đó ra ngôi miếu kia. Đó là nơi chôn xác cô xuân cùng đứa nhỏ đáng thương, cũng là nơi oán khí tụ lại nặng nề nhất, nên bà muốn giúp mẹ con họ được nhẹ nhõm phần nào. Tầm buổi ban trưa, người ta đều ra đồng làm việc hoặc người già cả thì ở nhà tránh nắng, thế nên khi bà mân đến miếu thờ thì không hề có bất kỳ ai ở đó bàn tay già nua của bà lần mò đặt một nải chuối, ít tiền vàng mã và thắp một nén hương cho mẹ con cô Xuân. Kể từ khi đoán được ra đây là cái miếu dựng lên để trấn yểm hôn phách cô Xuân thì bà Mân chẳng còn sợ hãi mỗi khi đặt chân đến đây nữa. Cái không khí lành lạnh lạnh rợn người với bà cũng chỉ như gió thoảng mây bay. Vậy nên sau khi bà thắp hương xong, nhìn ngọn tre bên ngoài xào sạc gió thì chẳng sợ hãi chút nào thậm chí còn hỏi nhỏ xuân ơi là là cô về có phải không không có ai đáp lời bà mân cả chỉ có tiếng gió ngoài bụi tre mỗi lúc một lớn lớn đến mức thổi tắt nén hương mà bà mân đã thắp người ta vẫn bảo hương tắt là điềm gở bà mân vội vàng đi lại gần ban thờ rút nén hương ra châm lại trên ngọn đèn dầu gần đó. Tuổi bà đã lớn, mắt mũi kèm nhèm, thế nhưng khi lại gần chiếc đèn dầu, bà vẫn nhận thấy có điều gì kỳ lạ ngay cạnh đó. Ngôi miếu này, hàng ngày đều có người này người kia ghé thăm, vì e sợ trốn linh thiêng thờ tự nên ai cũng chỉ lặng lẽ đến thắp nén hương rồi về, chẳng mấy người dám động chạm lung tung đặc biệt là việc xê dịch đồ đạc ở trong miếu rất hiếm khi xảy ra ấy vậy mà khi nhìn kỹ dưới ánh đèn dầu vàng vọt bà mân thấy rõ chân bát hương có dấu vết bị xê dịch rất mới dù trong lòng thắc mắc nhưng bà mân cũng chẳng dám đụng chạm đến những thứ đồ thờ tự này lúc định quay đi thì chẳng hiểu sao ngọn tre bên cạnh ngôi miếu càng rung lắc dữ dội như muốn ám chỉ điều gì đó Bà Mân nhìn ra bên ngoài, trời vẫn nắng đẹp, cây cối xung quanh im lặng như tờ, chỉ duy nhất lũy tre kia là đang xào xạc gầm gừ. Giật mình, bà Mân chợt hiểu ra điều gì đó, tay bà dè dặt đặt lên chiếc lư hương. Hơi dịch chuyển nhẹ chân đế thì một thứ gì đó màu vàng vàng hiện ra. Bà Mân đưa tay chạm vào, nhìn kỹ thì mới biết đó chính là một lá bùa với những nét vẽ màu đỏ khó hiểu sống biết bao năm ở làng đông hà này không ít lần bà mân nghe nói về những thứ bùa chú kỳ lạ nhưng đây là lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến người đàn bà thuần nông vô cùng hoảng sợ nhưng cứ nghĩ đến mẹ con cô xuân thì bà giống như được tiếp thêm lòng can đảm dù sao bà cũng đã già cả rồi đâu còn sợ sống sợ chết nữa chi bằng ngọn đèn dầu trong ngôi miếu nhỏ chật bùng lên ánh sáng dữ dội bà mân lặng nhìn cho lá bùa cháy thành cho tàn thì mới chậm rãi quay người bước ra khỏi ngôi miếu thỏ. lúc đi ngang qua lũy tre bà ngẩng đầu nhìn lên trên lá chè vẫn xanh mướt dì rào như muốn bảo vệ cho sự bình yên của ngôi làng đông hà nghèo khó này nước mắt bà lã chã rơi khi nghĩ đến cô xuân và biết bao người đàn bà quá bộ khác đang sống đời lầm lũi. Hôm nay cụ Lý có việc phải đi sang làng bên để họp bàn với quan pháp Lourdes và một vài tránh tổng khác. Từ sáng sớm, cụ đã sai người chuẩn bị kỹ càng, xe kéo và đồ lễ để cụ mang theo, đồng thời còn dặn tên hầu cận tâm phúc đi cùng mình. Tính cụ vốn cẩn thận, nên chỉ cần rời khỏi nhà một chốc thì cụ cũng sai người chuẩn bị riêng đồ ăn thức uống dọc đường. Ấy là người không biết tính cụ sẽ nói thế, trừ ai ở làng này mà chả biết, cụ lý keo kiệt buồn xỉn đến mức, có tiền cũng chẳng dám tiêu bao giờ. Nhà cụ chỉ có mỗi một mụn con trai, còn lại toàn là thị mẹt. Cho nên không ít lần đã bị những người làm chức sách khác chê cười là nhà độc đinh. Cụ nghĩ mà tức lắm, nhưng nó lại là sự thật, có muốn cãi cũng chẳng cãi được. Thế nhưng, chặt giò số cụ còn được trời thương. Bà ba mà cụ cưới về năm ngoái, này đã có chửa Nhìn cái tướng bụng của bà thì thầy thuốc đoán đó chắc chắn là con trai. Cụ lý nghe mà hả lòng hả dạ, đi đâu cũng cười tít mắt, làm cho Lô khó hiểu hỏi. Cô Lý dạo này có chuyện gì vui thế? Dù muốn khoe khoang cho bỏ tức, nhưng cô Lý chỉ đáp qua loa cho có lệ. Lẽ... Ê, nào có gì đâu. Được gặp quan pháp ở đây là vinh hạnh của tôi. Vừa nói, cô vừa rót rượu mời Lorit. Từ ngày sang xứ An Nam, Lorit đã quá quen với việc mọi người xung xe lấy lòng mình. Gã chẳng chớp mắt lấy một cái thản nhiên cầm ly rượu lên uống mà chẳng thèm nhìn vào bên trong. Rượu vừa vào đến cổ họng, cảm giác cay xè sọc lên vô cùng kỳ lạ, khiến hai mắt Loris trợn ngược, hắn chỉ tay vào cụ lý. Ông... ông rốt cái mẹ gì cho tôi thế hả? Vừa nói hết câu, thì mặt mũi Loris trở nên tím tái. Cả người gã liệm đi nhanh chóng, khiến mọi người xung quanh nháo nhào cả lên. Đám lính đàn em đi theo Loris ngay lập tức gô cổ cụ lý lại. Chuyện cụ lý bị tình nghi đầu độc quan pháp nhanh chóng lan khắp làng Đông Hà. Trong cái làng này cụ đã là người có chức quyền cao nhất. Để được nâng đỡ cất nhất như vậy thì không ít lần cụ đã đi bỏ đỡ đám thực dân Pháp. Nói cụ đi giết thực dân thì khác nào kể chuyện cười đâu. Thế nhưng người ta làm việc dựa trên chứng cứ Lô Rít vì uống phải rượu độc mà chết người rót rượu cho gã lại chính là cụ lý có muốn kêu oan cũng nào có ai nghe chỉ trong một buổi sáng từ đầu làng đến cuối làng ai cũng biết tin này mọi ánh mắt đều đổ dồn về cái dinh cơ to tổ bố của nhà cụ lý nằm ngay giữa làng cánh cổng gỗ vẫn đóng chặt suốt từ đêm qua đến nay bà ba nghe tin cụ lý như vậy thì ngất lịm đến giờ chưa tỉnh Đám người hầu trong nhà thì rừng rưng chẳng thèm đói hoài gì cả. Cũng bởi vì bình thường nhà cụ lý đều kinh kiệu có tiếng. Ra đường mắt không thèm nhìn thẳng vào ai. Đối xử với người ăn kẻ ở trong nhà vừa tàn nhẫn lại độc ác. Thế nên, một khi cụ lý gặp chuyện, chẳng một ai thèm đứng ra giúp đỡ. Việc nhà cửa cũng mặc kệ đến đâu thì đến. Tối hôm đó, đang nằm ngủ, chợt ba ba nghe thấy có ai đó đang gọi mình trả lại con cho tao trả lại con cho tao tiếng nói cứ văng vẳng bên tai khiến bà chợt tỉnh giấc nhưng kỳ lạ là cả căn phòng tối om không một bóng người nghĩ mình nằm mơ bà định nhắm mắt ngủ tiếp thì chợt nghe thấy tiếng gõ cửa cộc cộc quái lạ giờ này rồi mãi còn tìm không biết nữa vừa lẩm bẩm bà vừa xỏ chân vào đôi dép đi loẹt xoẹt ra ngoài mà mở cửa ngay khi cánh cửa gỗ được mở ra một làn hơi lạnh buốt phả vào bên trong người bà ba khiến bà dùng mình ớn lạnh như phải gió bà vội vàng bám vào cửa thì mới giữ cho cả người đứng vững đến khi định thần lại nhìn quanh thì lại chẳng thấy ai ở đây cả quái lạ chẳng lẽ mình nghe nhầm mọi chuyện cứ ngỡ là không có gì xảy ra nhưng từ hôm đó trở đi bà ba luôn cảm thấy trong người mình khang khác cái thai của bà mới được vài tháng nhưng đã biết động đậy tay chân như đứa bé sắp chào đời kỳ lạ hơn nữa là thỉnh thoảng bà lại nghe văng vẳng bên tai tiếng nói cười của lũ trẻ con xen lẫn tiếng hát du của người phụ nữ lạ dù cả căn nhà rộng rãi bây giờ chỉ có mình bà sinh sống bà cả và bà hai đã bỏ về nhà mẹ đẻ người ăn kẻ ở trong nhà cũng đã dần dần rời đi một mình bà bụng mang giả dạ chửa phải tự chăm sóc lấy mình khác với bà cả và bà hai đều là con nhà giàu có trong làng bà ba là trẻ mồ côi ở làng bên cạnh vì nhan sắc mặn mà nên được cụ lý cưới về làm vợ cứ ngỡ cuộc sống từ nay đã yên ổn phần nào thì ai ngờ biến cố nói đến là đến ngay lập tức. Bình thường, cụ Lý quen làm chuyện ác, nên giờ quanh làng Đông Hà chẳng có ai muốn dính dáng đến nhà cụ nữa. Cái tội danh đầu độc quan Pháp đủ để cho cụ có chết vài lần cũng chẳng đền nổi, chứ nói gì đến việc được thả ra ngoài nữa. Bà ba cũng tự hiểu đứa con mình ra đời nhất định sẽ chẳng có bố, Thế nên dù trong lòng bán tín bán nghi về những điều kỳ lạ đang xảy ra xung quanh mình, thì bà vẫn cố gắng giữ tinh thần ổn định. Chờ ngày đón đứa bé ra đời, mỗi tối bà đều xoa tay lên bụng mình, vừa thầm thi kể chuyện, vừa an ủi tâm trạng của chính bản thân. Nếu được, bà xin dành cả phần đời còn lại ở cái nhà này để chuộc những lỗi lầm mà cụ Lý đã gây ra. Chỉ mong đứa bé này được sinh ra khỏe mạnh, Thế nhưng, có một điều bà ba và người làng Đông Hà khó có thể ngờ được là ở trong tù giam của thực dân Pháp, cô Lý chưa bị xử chết mà thay vào đó mỗi ngày cụ đều phải đi làm việc khổ sai như lính cách mạng. Tay chân cụ già yếu lại quen thói hống hách từ xưa đến nay nên tổ nhân xung quanh ai cũng tìm cách làm khó làm dễ cụ. Họ ghét cái thói cường quyền ác bá của cụ ngày xưa, cùng là người dân nước Việt với nhau, nhưng cụ đã tiếp tay cho thực dân Pháp đàn áp dân chúng nước mình. Biết bao mảnh đời đã phải chết trong tức tuổi để cho cụ đi lên vị trí đứng đầu làng Đông Hà. Ban ngày cụ Lý làm lụng tay chân, riêng tối về, cụ sẽ được nhốt ở một phòng riêng biệt, nơi chỉ dành cho tù nhân sắp bị xử tử. Dù cho cụ hết mực kêu oan, nhưng chẳng một ai tin lời cụ nói. Cái chết của Lorit dành dành trước mắt mà cụ lại chính là người rót rượu cho hắn có nhảy xuống sông cũng chẳng rửa hết tội cứ mỗi lúc đêm về là cụ lại đau đáu suy tư về chuyện này trong đám chức sắc trong làng ai dám to gan đầu độc tiên cầm quyền thực dân pháp phòng giam của cụ nằm biệt lập với những tù nhân khác xung quanh tối om như hũ nút chỉ nghe tiếng gió rít gào đáng sợ đột nhiên Cô Lý nghe thấy tiếng người gọi mình. "Cô Lý, cô Lý ơi, sao lại nằm đây thế này?" Cứ ngỡ là có ai đó gọi mình, cô Lý choàng tỉnh, nhưng nhìn xung quanh lại chẳng hề thấy ai. Cô bực mình nằm xuống ngủ tiếp, nhưng chỉ chốc sau lại nghe thấy tiếng người gọi mình. "Cô Lý, cô Lý ơi." Cô Lý tức tối trợn mắt nhìn xung quanh để mà cụ biết được đứa nào trêu đùa mình thì chết với cụ ấy thế mà xung quanh chỉ toàn bóng tối và tiếng gió thổi xào sạc làm gì có ai đâu cơ chứ sự việc lặp đi lặp lại như vậy suốt đêm khiến cụ lý chẳng thể nào chợp mắt được cơ thể cụ đã giả yếu ban ngày làm việc tay chân tối lại mất ngủ triền miên chỉ vài hôm thôi là người cụ đã gầy trơ xương đám cai tù thấy cụ như thế thì cười hả hề lắm chúng càng ra sức đánh đập cụ cho hả dạ làm nhanh lên táo già kia vừa nói vừa quất vài nhát roi vào người cụ giống như đang đánh một con trâu con chó chẳng hề gớm tay chút nào cả vết thương trên người cụ lý trồng chất cái cũ chưa lành thì lại đến cái mới làm cho da rẻ cụ nổi đầy vết mổ gớm ghiếc mùi hôi thối từ người cụ phát ra mỗi lúc một nồng nặc làm cho chính cụ cũng chẳng chịu nổi đám tù nhân xung quanh giờ đây chẳng ai thèm đoái hoài đến cụ nữa mình cụ lầm lỗi cả ngày tối về buồng giam lại nghe thấy tiếng nói ám ảnh kia hôm nay cụ lý về sớm thế cả đời cụ có lúc nào phải chịu cảnh nhục nhã và khốn cùng thế này đâu hai mắt cụ lý mở đục nhìn chằm chằm vào bóng tối vô địch trước mắt mà hét lớn mày là ai sao lại tìm tao thế này nghe thấy câu hỏi của cụ giọng nói kia bỗng trở nên thánh thót như một người con gái còn trẻ vừa cười thánh thót vừa hỏi lại cụ vẫn chưa nhận ra con sao con là cái đứa bị cụ hại tan nhà nát cửa đấy con của con cũng bị cụ hại chết đấy cụ ạ à nhất thời cụ Lý chẳng nhận ra được người đó là ai. Cuộc đời cụ đã hại không ít người, bảo sao cụ nhớ hết được. ấy thế nhưng, cái giọng nói này nghe thế nào cũng thấy quen thuộc lắm. Trong đầu cụ Lý dần mường tượng ra bóng hình một người con gái còn trẻ, sắc nước hương trời, nổi tiếng xinh đẹp ở làng Đông Hà. Đó chính là cô Xuân, con gái của một gia đình thư hương trong làng ký ức dường như ùa về. Trên gương mặt già nua của cụ Lý lúc này mới hiện lên cảm giác tội lỗi. Cụ lắp bắp nói từng từ một. Tao, tao, tao có làm gì? Chưa để cụ nói hết, thì có một luồng gió lạnh buốt xuất hiện, cuốn quanh cổ cụ, như muốn siết chặt lấy chút hơi thở già nua còn sót lại trên người cụ Lý. Giọng nói kia trở nên tức giận, lạnh lẽo như truyền đến từ cõi âm cụ có nhớ người đàn bà ăn xin bị cụ đánh chết ở cổng chợ dạo chứ không là con đấy cụ ạ à? cụ không chỉ giết con một cách tức tưởi mà còn chấm dứt sự sống của đứa bé trong bụng con không biết cụ có nhớ vì sao lại chưa trong mặt chửa không cổ họng cụ lý như bị siết chặt cụ chẳng thể nói ra lời nào cả trong cảnh thập tử nhất sinh những hình ảnh cụ và tên Loris thì nhau hãm hiếp cô Xuân hiện về. Người ta vẫn bảo, những lúc này đầu óc của con người ta sẽ sáng suốt nhất. Cô cũng chợt hiểu được lý do vì sao tên Loris uống phải ly rượu độc kia. Còn cụ chính là người rót. Xem ra mọi chuyện đều là sự trả thù của cô Xuân cho những tội ác mà cụ đã gây ra. Tiếng rên ư ử từ phòng giam cụ Lý phát ra, nhưng chẳng một ai thèm quan tâm. Mấy hôm nay cụ liên tiếp bị những trận đòn roi của cai ngục nên cả người vết thương chồng chất. Chắc tối đau quá nên khó ngủ thôi mà. Ai cũng nghĩ như thế. Cho đến khi sáng hôm sau mở cửa buồng giam thì xác cụ lý đã chết cứng đờ trong góc phòng. Lũ rồi bỏ thì nhau bám lên vết thương chẳng chịt trên da thịt cụ. Mùi hôi thối phát ra gớm ghiếc khiến chẳng một ai buồn đi vào trong đắp chiếu cho cụ được an nghỉ. Cả một đời cụ lý uy danh khắp làng Đông Hà, nhưng chỉ vì lòng tham danh vọng và dã tâm tàn ác đã khiến cho cuộc sống của đàn bà con gái trong làng mỗi lúc một thêm tối tăm tù túng. Vậy nên, khi tin cụ lý đã chết được lan ra ngoài, chẳng ai buồn tiếc thương. Đến mùa xuân năm sau, bà ba sinh ra một đứa bé trai khấu khỉnh. Ngôi nhà to lớn dạo nào, bây giờ cũng tối tăm lạnh lẽo như chính bầu không khí trong làng quá bộ này. Mỗi lần bà bước ra ngoài đường thì hàng xóm đều xì xào bàn tán. Một phần vì chuyện của cụ Lý, phần vì đứa con bà sinh ra. Nó chẳng giống cụ Lý mà cũng chẳng giống bà. Hai vợ chồng ông bà nước xa đều ngâm ngâm đen, còn đứa trẻ này da rẻ lại hồng hào mịn màng như trứng gà bóc. Một bà cụ nhìn bà ba ôm con đi chợ thì lắc đầu ngao ngán. Khổ, mẹ dạy con thơ, sau này biết sống thế nào được. Ôi dào ơi, nhà nó còn biết bao cổ nả, không khiến bà lo hộ. Đúng đấy, ai bảo lúc trước ác cho lắm vào, rồi lại của thiên giả địa thôi các bà. Mấy mụ đàn bà ngồi dọc đường nhìn bà ba đi qua, cũng mỗi người một tiếng bàn tán xôn xao. Bà Mân đi chợ cũng vô tình nghe thấy, bà nhìn đứa bé trên tay bà ba mà cứ ngờ ngợ Chẳng hiểu sao bà cứ cảm thấy đứa bé kia nhìn có nét giống cô Xuân. Nếu đứa nhỏ xấu số kia được sinh ra thì có lẽ cũng đã khấu khỉnh đáng yêu như thế. Kể từ dạo bà bạo gan đốt lá bùa trong miếu thờ cuối làng. Trong làng Đông Hà này chưa có chuyện gì tài đình xảy ra. Ngoài việc cụ Lý bị bắt nhốt vì cái tội đầu độc quan pháp. Cái kết của cụ như vậy ô cũng là giúp cô Xuân được nhắm mắt xuôi tay nếu đứa bé bà ba đang nuôi nấng kia chính là hiện thân của con trai cô xuân thì cũng là ông trời có mắt giúp cho nó có được trốn nương nhờ sau những biến cố oan nghiệt dù trong lòng nghĩ thế nhưng bà mân chẳng dám nói ra vì có những thứ mãi mãi không thể nào kiểm chứng được cụ lý tổng có mất đi thì chỉ nay mai thôi làng đông hà lại có thêm một cụ lý khác cai quản mọi chuyện gông xiềng áp đặt lên cuộc sống của mọi người trong cái làng này sẽ mãi tồn tại, giống như sự tù túng u uất vốn có của ngôi làng quá buộc. Quý vị khán thính giả bà con, cô dì, chú bác, anh chị em thân mến, chúng ta vừa nghe xong nội dung câu chuyện ngày hôm nay. Quý vị nghe chuyện hãy nhớ đăng ký kênh, ủng hộ cho Đình Tổng Media và hãy chia sẻ kênh đọc chuyện này tới với bạn bè của mình để quý vị khán thính giả chúng ta cùng nhau nghe chuyện trong khung giờ phát sóng của chúng tôi vào 20 giờ hàng ngày. Và quý vị thích nghe chuyện audio, chúng ta hãy truy cập vào ngheaudio.net. Ở đây chúng tôi có rất nhiều chuyện, từ chuyện ma đến chuyện ngôn tình, à, tâm lý xã hội, trình thám để phục vụ quý vị. Còn bây giờ thì thời lượng của chương trình ngày hôm nay đến đây cũng đã hết. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình đọc truyện 20 giờ tối ngày mai. Thân mến chào tạm biệt.